Xin được chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín vn Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến quý khách hàng một căn biệt thự nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạch Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như căn biệt thự vườn này thì đang có diện tích là ngang 50 m và chiều sâu căn nhà lên đến 25 m được các anh chị chủ nhà uh, Xây tường bao quanh Cũng như uh, đã được các anh chị chủ nhà xây sẵn Một căn biệt thự ở phía bên trong uh, uh, Khu vườn uh, Căn nhà mình Cũng như uh, căn biệt thự bên trong Thì chỉ có một trệt uh, Và Đúc kiên cố cũng như bên trên Được uh, lập mái uh, ngói uh, Rất là đẹp và khuôn viên bên trong Thì uh, mình sẽ có ao cá Cũng như uh, bể bơi Và có à uh, một cái uh, uh, khu trồng cây cũng như uh, uh, có rất là nhiều uh, cây trái và mình sẽ có một con đường chạy uh, thẳng ra đường uh, trục chính đường uh, Hà Huy Giáp uh, căn nhà mình và mình sẽ uh, chiếu sơ qua lại cái khu vực uh, uh, mặt tiền khu vực uh, phía bên ngoài và di chuyển vào bên trong để giới thiệu đến cho khách hàng. Một căn biệt thự vườn và đang có một cái giá rất là mềm. Chỉ có hơn 15 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn biệt thự có bề ngang lên đến 50 m và chiều sâu căn nhà lên đến 25 m và được thiết kế có rất là nhiều công năng sử dụng ở bên trong mình sẽ có uh, hồ bơi cũng như uh, có uh, bể uh, cá có uh, có ao uh, ao sen cũng như bên trong thì được uh, trồng rất là nhiều uh, cây xanh cây uh, ăn trái uh, căn biệt thự uh, nhà mình thì đang có hướng là hướng uh, hướng tây phù hợp cho nhà hàng thuộc mệnh uh, uh, tây tứ trạch và mình sẽ chiếu lại cái khuôn viên căn biệt thự để khách hàng cùng tham quan. thì căn biệt thự này chỉ đúc một lầu thôi, đúc kiên cố và bên trên thì mình lập mái ngói và khuôn viên bên trong căn nhà mình thì rất là rộng và được các anh chị chủ nhà trồng cây xanh cũng như khuôn viên ở căn nhà mình thì có diện tích lên đến 1.250m và đã lên thổ cư 600m rồi hơn 600m rồi thì số đất còn lại là mình chưa lên thổ cư nhưng nếu gia đình mình có nhu cầu muốn mua một cái biệt thự vườn thì mình có thể để nguyên như thế này mình sử dụng hoặc là gia đình mình có nhu cầu mình mua để mình uh, phân lô uh, xây nhà Thì uh, rất là uh, Thuận tiện cũng như rất là tuyệt vời Với bề ngang căn nhà lên đến 50 mét thì uh, mình có thể uh, uh, phân lô uh, Với uh, uh, Tất cả Các con đường mình Có thể là mở vào bên trong khu đất nhà mình uh, Rất là rộng để mình uh, phân lô Và chỉ với giá 15 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn biệt thự có bề ngang lên đến 50 m và uh, có chiều sâu lên đến 25 m và đã lên thổ cư 600 m cũng như căn biệt thự này thì đang có hướng là hướng tây của nhà hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch. Và uh, căn biệt thự này thì uh, có tới uh, 600 m đã được anh chị chủ nhà lên uh, thổ cư rồi thì còn lại 600 mét nữa thì uh, gia đình mình có nhu cầu muốn mua để uh, mình có thể uh, sửa sang lại mình làm một căn uh, biệt thự vườn. Thì uh, mình có thể để nguyên như vậy, còn nếu như gia đình mình có nhu cầu muốn lên thổ cư để uh, phân lô đất nền thì uh, uh, rất là uh, rộng rãi với một uh, căn biệt thự nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Uh, ngay uh, trục đường chính uh, đường Nguyễn Oanh Sang trục đường uh, chính đường Hà Huy Giáp uh, Chạy thẳng về uh, uh, cầu Phú Long Thì căn nhà mình uh, chỉ nằm uh, cách uh, cầu Phú Long khoảng uh, khoảng độ uh, 300m thôi Là mình đã uh, vào đến uh, căn biệt thự uh, Có bề ngang lên đến 50m này Và uh, tính ra thì uh, giá trị đất ở khu vực này chỉ tầm gỡ khoảng 10 triệu một mét vuông, hơn 10 triệu một chút xíu thôi, thì cũng chỉ ngang ngửa với lại đất củ chi. thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để sớm được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem một căn biệt thự vườn, có một căn nhà lầu và có tới uh, 600m thổ cư và uh, số còn lại thì anh chị đang uh, uh, sử dụng để uh, trồng uh, cây xanh cũng như con đường ở uh, phía trước căn nhà mình thì xe hơi xe tải di chuyển vào căn nhà của mình rất là rộng rãi và rất là thoải mái với một con đường uh, một trục chạy từ đường uh, trục chính đường uh, Hà Huy Giáp chạy thẳng vào căn nhà mình thì khu vực này rất là thuận tiện để anh chị mua để uh, ở hoặc là mình đầu tư ở phân lô rồi mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực uh, uh, bên ngoài lại một lần nữa để uh, uh, gửi đến cho quý chàng đang có nhu cầu muốn sở hữu một căn uh, biệt thự vườn hoặc là mua đầu tư ở phân lô thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem. Cũng như căn biệt thự này thì anh chị đang khóa cửa, cho nên là mình sẽ chiếu sơ qua cái khuôn viên ở phía bên ngoài thôi. Còn nếu như quý hàng muốn xem căn nhà này thì quý hàng hãy liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến trực tiếp đón quý nhà hàng đi xem, cũng như để mở cửa vào bên trong để quý hàng xem kỹ hơn về cái biệt thự hơn 1 000 m này và chỉ có giá 15 tỷ 200. Còn thương lượng mạnh này. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý hàng trong những video tiếp theo.